Hai câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư đặt ra trong thời gian gần đây là có nên mua vàng hay không? Và nếu mua thì mua vàng nhẫn trơn hay là mua vàng miếng? Vàng miếng SJC trở lại mốc 80 triệu đồng một lượng vào đầu tháng 3 và chỉ mất hơn 2 tháng để cán mốc 90 triệu đồng một lượng vào sáng ngày 10 tháng 5. Trong đó, giá vàng đã tăng liên tiếp hơn một tuần gần đây và chỉ tính riêng trong ngày hôm qua, giá vàng đã nhảy lên mức giá mới chỉ tính bằng giờ, tăng hơn 3 triệu trong ngày. Điều này thể hiện xu hướng chính của dòng tiền vẫn tìm đến tài sản trú ẩn an toàn này. Vì trong số các kênh đầu tư hiện nay thì vàng vẫn là kênh đem lại hiệu quả cao. Cụ thể, năm 2024, thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi rõ rệt do các ngân hàng vẫn dè dặt cho vay các dự án bất động sản. Chứng khoán thì đang trong xuống tăng nhưng chưa thực sự ổn định và vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Còn với các kênh tiết kiệm, lãi suất hiện tại vẫn đang ở mức thấp nên không mang tính hiệu quả cao. Ngoài ra, trong năm 2024, Ngân hàng Trung ương của các nước vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mua vàng, tương đương so với năm 2023 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và nền kinh tế có nhiều bất ổn. Vậy câu hỏi tiếp theo được đặt ra là nếu mua thì nên mua vàng miếng hay mua vàng nhẫn trơn? Thực tế thì giá của hai loại vàng này chênh nhau khá lớn, hiện tại dao động khoảng 14 đến 15 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn trơn có cùng chất lượng như vàng SJC nhưng giá không chênh lệch quá lớn so với thế giới. Theo mình thì những nhà đầu tư dài hạn nên ưu tiên mua vàng nhẫn trơn của các thương hiệu uy tín hơn là mua vàng miếng SJC tại thời điểm này. Lý do là vàng miếng biến động mạnh và khó lường, nhiều giai đoạn đi ngược chiều với thị trường thế giới do nguồn cung của loại vàng này rất giới hạn. Vì chủ trương không nhập khẩu vàng chính ngạch đã kéo dài 12 năm qua và việc gia công cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đang có quyết tâm rất lớn trong việc khắc phục tình trạng giá vàng miếng chênh lệch quá cao so với thế giới và nhẫn trơn. Cụ thể, vừa rồi thì Ngân hàng Nhà nước đã cho đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Tuy điều này chưa thể xóa bỏ ngay lập tức cơn sốt vàng, tuy nhiên thì các cơ quan quản lý vẫn còn những biện pháp khác như sửa đổi Nghị định 24, xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC và thanh tra giám sát kỹ hơn các hoạt động mua bán vàng. Mình xin nhắc lại, vàng miếng SJC và nhẫn trơn có chất lượng tương đương nhau, trong khi thì vàng nhẫn trơn lại có tính ổn định hơn. Tuy nhiên, cũng giống như các kênh tài sản khác, tác động đến giá cả nhiều nhất đó là nhóm tạo lập thị trường hay chúng ta còn gọi là các cá mập. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta thường khó đoán định nước đi của họ nên thường là bên chịu ảnh hưởng nhiều nhất trước những cơn sóng bất ngờ ập đến. Vì vậy, quyết định mua vàng ở thời điểm nào phụ thuộc vào tâm lý và khẩu vị rủi ro của mỗi người. Nhưng để tự tin hơn với quyết định đầu tư của mình, chúng ta nên tự đặt ra câu hỏi, nếu không mua vàng bây giờ, vài ngày nữa giá tăng thì liệu có tiếc hay không? Hay ngược lại, nếu như mua vàng, vài ngày nữa giá giảm liên tiếp thì có chịu nổi được hay không?